Mà giờ quan trọng là mấy thanh niên này tính đi đâu nè. Cùng đài một lúc Xe máy hành được vào dùng lũng xe
chuyện cũng khá là xa, chạy nãy giờ chưa tới cái điểm cuối ngọn. Cũng đã tới được cái trung tâm đèn bốn ngọn rồi nè anh em. Anh em nào ở Long Xuyên thì để lại comment bên dưới ha. Mình cũng hay xuống Long Xuyên để mà mình đi học. Đèn đỏ. Mấy chiếc mô tô ngân đã đèn đỏ. Wow ngầu. Xuyên nói chung là giao thông rồi tham gia rồi cũng khá là dễ thuận tiện, chỉ một cái là camera bắt tốc độ thì chúng ta chạy phải canh thôi, vì chúng ta chỉ cần bắt cẩn một xíu chạy sai làn lấn làn hoặc là không xi nhan để hướng thì xác suất bị phạt rất là cao. Vì vậy thì anh em chạy xe ở những cái thành phố mà đã có lắp camera thì anh em chú ý một xíu để tránh bị phạt nguội. Nói chung là hành lực thì vẫn tốt hơn. Bây giờ quan trọng là mấy anh đi này tính đi đâu nè. Ở ông lớn rồi, em đi đâu. Em đi vô đồng quê. Đồng quê hả? Đóng cái là ngủ lắm luôn. Con mẹ. Nhậu giống á. Đúng dĩa đen nha. Đúng dĩa đen luôn á. Bồ gắt quá. Ừ. Cái đèn chở sáng của thanh niên nó ố luôn kìa. Thôi nó đèn mình không ố. Vị ba quán đây nó ba. Trời ơi. Thank you.
bắp nó bên đây nè ba, ai kêu ba lên bên đó đâu mà cay. Má sao đây nước không trời? Đây là hồ Nguyễn Du, Long Xuyên. Quá đẹp luôn. Gật ga, gật ga.